Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình với mấy anh em sẽ đi lên xem cái nguồn nước của nhà mình ấy. Đấy, có 5-6 nhà chung nhau cái nguồn nước thì hôm trước nó bị tắc vòi, nên là hôm nay mấy anh em là sẽ đi xem sửa cái đường nước. Đấy, mấy chú với mấy anh thì đi trước rồi. Mình mua ít đồ nên phải đi sau một tí. Đấy, mình vừa đi qua thì thấy mấy chú đang đào ở dưới kia. Chắc là bị e ống một đoạn đấy. Bây giờ mình sẽ đi xuống đấy nhá. Mình sẽ đi đường này chứ không lên trên bể đầu nguồn nữa. Đấy các bạn nhá, lúc ấy mình lên trên thì mấy chú bảo là e đoạn này, nên là mình với anh Bảng xuống đây tháo cái đoạn mới ở dưới này xem là nó có bị e ở đoạn này không. Đây, ở đây là khung cảnh cực kỳ tuyệt vời luôn này. Đấy, đây cách nhà mình gần 6 cây số cơ. Đi từ nhà mình lên đây là 6 cây. Đấy, này là đá nguyên khối này. Cảnh view gọi là quá đẹp luôn đấy. Ê, đoạn này rồi nhỉ? Nhà rồi. Đấy, đoạn này bị e này. Đấy, chắc chắn là đoạn trên này bị e. Tháo đầu núi này là không ra đến đây, ra ít này. Không, bình thường nó nước nó bắn mạnh lắm. Nước bắn mình cầm vòi xịt cao được 5-6 mét mà. Đấy, bây giờ mình tháo cái khớp này ra, khớp núi này ra, xong rồi bây giờ lại phải lên trên kia để mà xem chỗ nào nó bị e chỗ nào. Chắc chắn là nó e từ cái đoạn đầu núi này lên chỗ bể đầu nguồn trên kia. Rồi mình tiếp tục đi lên trên. Nước suối ở đây trong vắt này. Đây là khu vực nước đầu nguồn nhá. Nước cực kỳ mát luôn. Khu này cá rất nhiều nha các bạn em. Cá sứt núi này, dầm xanh. Anh Bảo ơi, anh đang đâu ấy? Đấy, mình với anh Bảng đang kiểm tra cái đường trên này. Cái chui rúc này đây, vào bụi. Bây giờ là có 6 anh em để phân ra rồi. Mấy anh ở đoạn trên, và mình đi xuống đoạn dưới này. Vẫn chưa tìm ra cái đoạn nào e, nên là bây giờ phải đi lên trên đầu nguồn tiếp. Cứ đi theo bờ suối này lên thôi. Đường ống nước đây. Đoạn này là bị e rồi. Đấy, hai em tháo thử ra là bị e hết rồi. Đi được đường này sâu quá rồi. Mình phải đi bên này. Nước đây trong vắt này. Đó, các bạn thấy chưa? Khu này còn đẹp hơn cả khu Tây Thiên, Vĩnh Phúc.
Quất Phủ. Ký hiệu riêng à? Bọn xe nước. Phải để mà vẫn là ngoan không có phải mà đều hết. Bắt tản lồng tỏng còn hay hết rác phải hộp mà tôi chưa. Bây giờ đang cắt thử đoạn này xem. Thế hôm nay mấy anh còn lấy cả cái vượt lên bắt cá. À, mình đi sẽ đi xem anh xem bắt được cá không. Đây quá lá. Con. Đâu? Cá bống ấy nhờ. Úi, bé tí này. Tích tiểu thành đại. Ngày trước lên đây vớt cá thì được nhiều lắm. Đấy, bây giờ anh em vừa kiểm tra đoạn đầu trên xong rồi, bây giờ sẽ đi xuống đoạn dưới này nhá. Để lại có cá, thôi ngon. Nửa rổ thôi. Thank you.
Đây có cây, cây chuối mọc ở đây này. Anh đi trước thì anh đã bảo là nước thông đến đoạn dưới này rồi. Nó bị e đoạn này. Mới vừa cắt ở đoạn trên thì nó thông ra đoạn dưới này luôn. Chơi vật nó đoàn là khác nữa mà phiến em mà óc hơi vật nó tôi có mà à bạn lắm rồi mắt thấy từ không húng lưu húng lưu phải húng lưu không cái này giống cái cây húng lưu ấy cho vào xuất vang mọc ở bờ suối trước mình thấy họ thu mua cái loại cây này này. Đấy. Bác nào xem nhận ra thì biết ngay cây này nó giống như cây húng lưu ấy. Này là điểm view là cực kỳ tuyệt vời. Cái này rất nguy hiểm nhá. Mai trượt chân xuống là chỉ có đi tòi thôi. Mình sẽ xuống đây quay cho các bạn xem ở dưới này. Đói. Khu vực này trên này là đá nguyên khối này. Đói, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Bây giờ muốn đi qua đoạn này thì phải bơi qua kia. Lần trước là mình cũng hay lên đây nhưng mà bây giờ là 5-6 năm nay là không lên đây rồi.
giờ mình tiếp tục đi lên trên cùng với mấy anh em thôi. Đấy, nước chảy mạnh này cơ mà. Các bạn nhìn thấy chưa? Lật quá. Đây nha các bạn nha, bây giờ là nước đã thông xuống tận dưới rồi. Bây giờ mấy anh em sẽ bắt đầu đi lên trên kia. Bây giờ trên kia là có đường đi để ra cái chỗ mà với mình lên để xe đấy. Thôi là anh em đi sẽ đi về thôi. Bây giờ đã vừa đi vừa vớt cá. Đấy, các bạn đi suối phải cẩn thận những cái đường này. Rêu nó bám này là rất trơn luôn. Nước vào cái này là ngã ngửa luôn đấy. Bây giờ anh em sẽ đi lên lên trên này mà lấy xe xong đi về đâu. Thôi chắc mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.